tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội. Để cầu xin Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên thần Mikae chống lại ma quỷ đang tấn công giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đọc kinh Mân Côi hàng ngày trong tháng 10 này. Đức Thánh Cha cũng mời các tín hữu vào cuối kinh Mân Côi, hãy đọc thêm kinh Sumtum Brasidium, nghĩa là kinh trong cậy, Chúng con trông cậy rấp thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Thông cáo của tòa thánh nhắc nhớ rằng, các nhà thần bí người Nga và các đại thánh thuộc mọi truyền thống vẫn khuyên nhủ trong những lúc sóng gió tinh thần, chúng ta hãy ẩn náu nơi áo choàng của Đức Mẹ và đọc kinh trong cậy Đức Mẹ các tín hữu cầu xin mẹ Thiên Chúa bảo vệ giáo hội đang chịu các cuộc tấn công của ma quỷ, đồng thời giúp giáo hội ý thức về những tội lỗi, sai lầm, những lạm dụng đã phạm trong quá khứ và hiện nay, đồng thời quyết tâm chiến đấu không chút do dự để sự ác không lướt thắng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đọc kinh do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 soạn ra, cầu xin Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần bảo vệ các tín hữu trong trận chiến, chống lại sự ác và những mưu chúa của ma quỷ. Xin Ngài với quyền năng do Chúa ban, đập tan xiền xích Satan trong hỏa ngục và những ác thần đang rong rủi trên thế giới để làm cho các linh hồn sa ngã.